Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta biết căn bậc 2 của A đó chính là A mũ 1 chia cho 2. Còn đây là căn bậc 4 thì chúng ta sẽ có A mũ 1 chia cho 4 và B mũ 1 chia cho 4. Tương tự cục này mình cũng đổi luôn. Cục này cũng vậy. Và cục này cũng vậy. Con này là A mũ 1 chia cho 4 và B mũ 1 chia cho 4. Tiếp tục, chúng ta biết A mũ 1 chia cho 2 chính là A mũ 1 chia cho 4. Tất cả mũ 2. Tại vì sao 1/4 nhân cho 2, chúng ta sẽ ra 1 chia cho 2. Tương tự cục này cũng vậy luôn. Tiếp tục, chúng ta có A mũ 1 chia 4, A mũ 1 chia 4 chúng ta làm nhân tứ chung. Thì chúng ta sẽ ra cục như thế này. Tiếp tục, bên kia là hàng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy, chúng ta sẽ đổi cái cục này thành cục thế này. Tiếp tục, cục này chia cục này ra cục này. Cục này chia cục này ra cục này. Thì chúng ta thấy A mũ 1 chia 4 trừ cho A mũ 1 chia 4. Dấu trừ với cái cục này chúng ta có trừ B mũ 1 chia cho 4. Thì chúng ta sẽ đổi thành trừ căn bậc 4 của B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.